Lật mặt với ân nhân. Tôi bị bệnh nặng lắm phải không, thưa thầy? À, bệnh của tuổi già thôi. Tôi sẽ kê một toa thuốc cho bà. Chịu khó nghỉ ngơi, giữ cho tinh thần lạc quan là sẽ sớm khỏe lại. Ôi, may quá! Cảm ơn thầy. Mẹ của cô mạch tượng rất yếu. Theo chuẩn đoán của ta, chính phần mẹ cô đã bị tâm dương hư suy. Tâm dương hư suy? Bệnh này tối kỵ để người bệnh căng thẳng, lo lắng. Cần động viên để cho bà cụ tinh thần thoải mái, vui vẻ. Cô hãy làm cho mẹ cô ăn những món bổ dưỡng và khuyên bà nghỉ ngơi điều độ. Vâng. Con về rồi đó hả? Thầy Lan có nói mẹ bị bệnh gì không? Thầy Lan nói mẹ chỉ bị bệnh nhẹ thôi. Chỉ cần uống thuốc đầy đủ và chịu khó nghỉ ngơi là sẽ sớm khỏi bệnh. Vậy thì may quá. Thầy Lan ấy giỏi và nổi tiếng, lại có tâm. Ông ấy nói mẹ bị nhẹ thì chắc chắn là mẹ sắp khỏi bệnh rồi. Đây là toa thuốc mà thầy Lan ấy đã kê. Để con lấy tiền đi mua thuốc về sắc cho mẹ. Ừ. Sao thế con? Con để dành được cả tháng mới được 2 đồng tiền vàng, còn đem cất ở dưới gối này. Nhưng giờ tiền chẳng thấy đâu nữa. Con thử tìm xung quanh xem, biết đâu mẹ nằm trở mình, tiền lại rơi ra lẫn vào chăn chiếu thì sao? Vâng. Không có. Chỗ này cũng không có. Cũng không có. Mất thật rồi. Lạ thật. Tiền không có cánh mà bay. Hay là từ sáng đến giờ ngoài thầy Lan ra có ai là người lạ vào nhà mình nữa không mẹ? Không, chỉ có ông Lan thôi con. Ông Lan Thứ! Ông Lan Thứ! Anh là... Tôi là con trai của bà Hoài ở xóm trên. Sáng nay ông vừa đến chuẩn bệnh cho mẹ tôi. À, tôi nhớ ra rồi. Phiền cậu đợi tôi một lát. Bệnh của ông không cần phải lo lắng quá. Kiên trì uống thuốc. Trong đơn tôi có căn dặn cả rồi. Cảm ơn thầy. Dạ chào thầy, tôi về. À, tôi nhớ ra rồi. Cậu tìm tôi có việc gì vậy? Nhà tôi từ sáng đến giờ chỉ có ông ra vào. Mà bỗng chân 2 đồng tiền vàng dưới gối trên giường của mẹ tôi không cánh mà bay. Tiền đó là tiền mua thuốc cho mẹ tôi. Tôi phải vất vả cả tháng mới dành dụm được. Ra là vậy. Tôi thấy ông là thầy thuốc, chỉ biết trị bệnh cứu người. Không ngờ đây là 2 đồng tiền vàng, cậu hãy cầm lấy. Không ngờ ông trắng trợn như vậy. Uổng công chúng tôi tin tưởng ông. Lâm về rồi đấy à? Mau ngồi vào bàn ăn tối thôi. Mẹ, đây là món cháo tim, ăn rất bổ. Mẹ ăn nhiều vào cho mau khỏe. Wow, nhiều món ngon thế. Thầy thuốc nói cần phải bồi bổ cho mẹ, nên chị mua ít đồ ngon về. À, mà 2 đồng tiền vàng em để dưới gối, chị lấy đi mua đồ rồi nha. Hả? Chị vừa nói gì? Không ngờ mua được nhiều đồ ăn ngon như vậy. Mà chỉ hết có 1 đồng à. Vẫn còn 1 đồng tiền vàng đây nè. Lát nữa em cầm lấy mà đi bốc thuốc cho mẹ. Chị với mẹ ăn tiếp đi. Em chạy đi có việc một tí. Ăn hết chỗ này rồi hãy đi. Trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà. Làm gì mà chạy như ba đuổi thế. Vừa rồi ta đã trả tiền cho cậu rồi mà. Nhà cậu lại có chuyện gì à? Hay là mẹ cậu? Mẹ tôi... Mẹ cậu làm sao? Không, không sao. Tôi đến để xin lỗi ông. Tôi đã hiểu lầm ông, đã vu oan cho ông lấy cắp tiền nhà tôi. Giờ tôi đã biết
sự thật không phải như vậy. Xin ông hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi. Không sao đâu, tìm thấy là được rồi. 2 đồng tiền này ta xin tặng mẹ cậu để cậu mua thuốc cho bà. Tôi không dám nhận. Ông đã chữa bệnh miễn phí giúp mẹ tôi là phúc của chúng tôi rồi. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu tại sao ông không lấy tiền mà lại nhận mình là ăn trộm. Mẹ cậu bị chứng tâm dương hư suy khá nghiêm trọng, không thể tức giận. Nếu như bà ấy biết nhà cậu mất tiền mà không tìm lại được, sẽ lo lắng không yên, nhất thời có thể bị kích động mà nguy hiểm đến tính mạng. Ta là thầy thuốc, chẳng lẽ lại khiến một bệnh nhân bệnh nặng thêm hay sao? Thưa thầy, thầy đã nghĩ cho mẹ tôi như vậy mà tôi lại... Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mà lần sau cậu đừng suy xét việc gì quá vội vàng, dễ hồ đồ lắm. Giờ cậu về lo cho mẹ đi, uống xong 3 chén thuốc thì gọi ta tới khám, nghe chưa? Đa tạ ông. Cô nàng Lisa. Cô ấy đẹp quá, trông cô ấy thật kiều diễm. Mình đoán là nhà cô ấy rất quyền quý. Trông mình vừa xinh đẹp, dáng dấp lại kiêu sa, đài cát. Giá mà có nhiều tiền mua đồ hàng hiệu, nữ trang đắt tiền nữa, thì nhất định không có cô gái nào trong thành phố này sánh nổi với mình. Đáng tiếc là mình chẳng lấy gì làm giàu có. Xinh đẹp như mình, đáng ra phải ở trong một gia đình quý tộc, giàu có mới đúng chứ. Cuộc đời thật bất công. Sao cơ, cưới cậu sao? Vậy à? Ừ, nhất định mình sẽ tới. Ừ, hẹn gặp lại cậu nhé. Làm sao bây giờ? Julia mời cưới. Cô ấy là con gái của thị trưởng, nhà giàu như thế. Hẳn hôm đó mời đến toàn những người sang trọng, quý tộc. Mình biết ăn bận thế nào đến đó đây. Thôi, cái này chắc cũng tạm tạm. Cũng may là mình dành dụm được mấy tháng lương để mua nó. Ôi, thế còn nữ trang, mình biết đeo cái gì bây giờ? Những thứ này toàn đồ rẻ tiền, đến đó toàn giới thượng lưu, người ta sẽ coi thường mình quê mùa. Làm sao bây giờ chứ? À, chị Emma bạn mình rất giàu mà. Hay là mình đến đó mượn nữ trang của chị ấy? Ôi, nhìn bộ sưu tập nữ trang của chị mà em hoa cả mắt, chúng tuyệt quá. Em cứ lựa bất cứ thứ gì mà em thích. Chị Emma, chị có thể cho em mượn cái dây chuyền này được không? Được chứ, em cầm lấy đi. Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm chị Emma. Đúng là ở đây chẳng ai xinh đẹp lộng lẫy được như mình. Chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô khiêu vũ cùng tôi được không? Ừ, được thôi. Ê, bữa tiệc mới tuyệt vời làm sao. Lần đầu tiên mình được đến một bữa tiệc sang trọng như thế. Ôi, chuỗi kim cương đâu mất rồi? Chẳng lẽ rơi ở tiệc cưới rồi sao? Không thể nào, mình phải đi tìm nó ngay. Chuỗi kim cương không thấy đâu cả. Làm sao bây giờ? Nó phải đáng giá mấy chục ngàn đô. Chị Emma sẽ giết mình mất. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Chị Emma, em thật sự xin lỗi. Đây là số tiền mà em đã đi vay mượn khắp nơi, cũng như bán chiếc xe của mình. Chị cho em được trả trước. Em biết là chừng này chỉ được một phần nhỏ chuỗi kim cương đã mất. Phần còn lại em xin chị cho em được trả dần về sau. Mong chị tha lỗi cho em. Lisa, không sao đâu mà. Nó không phải là kim cương. Nó chỉ là một loại đá lấp lánh thôi em.
Emma, chị nói gì cơ? Sao chị giàu có như chị mà cũng dùng loại trang sức rẻ tiền ấy à? Sao lại không chứ? Sao em lại quá quan trọng như thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nọ nếu em biết cái này là đồ giả, em sẽ không mượn nữa sao? Người ta chẳng yêu quý hay tôn trọng ai đó hơn những thứ người đó khoác lên mình đâu, Lisa. Em hãy cứ là chính mình, là em cũng rất đẹp rồi. Gấu trúc làm đẹp. Bộ lông của tớ mới mượt mà làm sao? Làm sao mà đỏ được với bộ lông của tớ? Ai cũng nói bộ lông màu hạt dẻ của tớ rất bền nã, mềm mại. Ừ, công nhận, nhưng vẫn thua bộ lông thỏ trắng. Cậu nhìn kìa, bộ lông của cậu ấy thật tuyệt vời, trắng muốt, tinh khiết và mượt mà. Đẹp ơi là đẹp. Đúng vậy, bộ lông của thỏ đúng là đẹp nhất khu rừng luôn. Thỏ ơi, bao nhiêu người mơ ước có được bộ lông như cậu đấy. Trắng tinh một màu, nhìn như một viên kẹo bông ngọt ngào ấy. Ơi, các bạn cứ quá khen. Sao bộ lông của mình không trắng như bạn thỏ mà lại loang lổ màu đen trắng, thật chẳng ra làm sao. Chào gấu trúc. Bạn có chuyện gì mà buồn vậy? Này khỉ, tôi thấy chán bộ lông của mình quá. Cậu có thấy vậy không? Bộ lông của cậu đẹp mà. Đẹp gì mà đẹp, tôi chẳng thấy đẹp gì cả. Ước gì tôi có được bộ lông trắng muốt như thỏ trắng. Cậu muốn mình có bộ lông trắng muốt chứ gì? Đơn giản. Cậu nói sao? Cậu có thể giúp tớ có bộ lông màu trắng hả? Yên tâm, trắng đều luôn. Đảm bảo với bàn tay của tớ, cậu sẽ là người đẹp nhất khu rừng. Xong rồi. Ôi, thích quá. Cuối cùng mình đã có được một bộ lông trắng muốt. Cậu nhớ đừng để bộ lông của mình bị dính nước nhé, kẻo trôi mất màu đấy. Ta không là gấu trúc mà là gấu trắng xinh. Ta đẹp trắng lung linh với bộ lông màu nâng. Gấu trúc có phải cậu không? Đúng, là tớ đây mà. Bộ lông trắng muốt của tớ có đẹp không? Cũng đẹp, nhưng mà nhìn gấu trúc thế này không quen. Cái gì mà không tự nhiên? Rồi mọi người sẽ lác mắt vì bộ lông tuyệt vời của tớ. Gấu trúc kìa, đúng không? Lạ quá, lạ quá. Một tuần sau. À, ngứa quá, ngứa quá. Ôi da, ngứa quá. Mình phải ráng nhịn vì sắc đẹp của mình. Cố lên. Gấu trúc ơi, đi chơi thôi nào. Ê, chào các bạn. Mùi gì thế nhỉ? À, hôi quá, hôi quá. Ồ, mình hôi quá. Có khi phải đi tắm thôi. Các bạn đợi mình chút. Mình đi tắm xong sẽ ra chơi với các bạn nha. À, mà không được. Thí dặn mình là không được tắm. Nếu mà tắm á, thì sẽ bị trôi hết màu thôi. À, đây rồi. Nước hoa hồng của chị bướm tặng rất thơm. Thơm quá, thơm quá. Chúng ta sẽ ra bìa rừng chơi nhé. À, ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá, ngứa quá. Ôi, ôi, à! Bộ lông trắng muốt của tôi. Phải tránh nước, tránh nước. Ôi, ôi, à. Ồ, bạn gấu trúc đấy à? Gấu trúc ơi, tớ muốn kết bạn với cậu lâu rồi mà chưa có dịp. Ồ, tớ ngưỡng mộ bạn lắm. Bạn có một bộ lông thật sự rất ấn tượng đấy. Ấn tượng hả? Đúng vậy, nhìn xem. Những mảng màu đen trên người cậu như một chiếc áo khoác lửng hợp mốt. Đẹp ơi là đẹp.
Còn bộ lông của tớ thật là đơn điệu nhàm chán, chỉ có duy nhất một màu. Ước gì tớ có được chiếc áo khoác lửng giống của cậu. Thật vậy sao? Thật đấy. Đúng không các cậu? Đúng vậy Gấu Trúc à. Hóa ra bộ lông của mình lại đẹp như vậy. Vậy mà mình lại không nhận ra. Thỏ con kiêu ngạo. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường, mình phải thật xinh xắn đáng yêu mới được. Thỏ con ơi, hôm nay con bắt đầu đến lớp. Mẹ mua cho con chiếc cặp mới nè, con xem có đẹp không nào. Ôi đẹp quá, con cảm ơn mẹ. La la la, la la la. Chào bạn Thỏ, bạn đang tìm chỗ ngồi phải không? Chỗ cạnh tớ còn trống, bạn ngồi cùng tớ nha. Sao trông bạn sốc lem luốc xấu xí thế? Lông của bạn lại còn ương ướt nữa chứ, trắng mực mà như bộ lông của tớ. Tớ không thích ngồi cùng với bạn đâu. Tại tớ đi kiếm thức ăn cùng mẹ, lúc thì chui xuống hang, lúc thì bụi rậm, nên mới vậy. Tớ cũng giúp mẹ tớ nhặt cà rốt, rồi ăn cà rốt nữa, mà sao tớ vẫn xinh đẹp? Thôi, bạn ra chỗ khác đi. Tớ chỉ thích chơi với những bạn có bộ lông đẹp và dễ thương giống tớ thôi. Bạn chó bông và mèo vàng đều xinh đẹp giống mình. Mình phải kết bạn với họ mới được. Chào hai bạn cho tớ ngồi cùng với nha. Bạn ngồi xuống đây đi. Các bạn đâu rồi? Tớ ở đây cơ mà. Lại đây. Các bạn ơi, cho mình chơi cùng được không? Trông bạn xấu xí lại hôi hám nữa. Tớ không thích chơi với bạn đâu. Hôm nay chơi rất vui. Mai chơi tiếp thôi nhé. Nhất trí. Cuộc đời này thật tuyệt vời khi bên cạnh có những người bạn xinh xắn và dễ thương. Bướm kìa, bắt lấy. Chớp bông, mèo vàng ơi, giúp mình với. Mèo, bạn vào giúp Thỏ đi. Tớ muốn giúp bạn lắm, nhưng vũng này vừa bẩn vừa hôi hám thế kia, tớ không dám xuống đâu. Các bạn. Thôi, bạn cố gắng nha, chúng tớ đi đây. Trời ơi, Thỏ trắng, sao bạn lại rơi xuống đó được? Tớ bị ngã vào vũng lầy này mà chẳng có ai chịu giúp tớ cả. Để tớ kéo bạn lên nha. Sốc đất, bạn không sao chứ? Bạn chút thôi, tớ không có sao. Bạn thật tốt bụng, người ngập bùn thế này mà bảo là không sao ư? Sốc đất, cảm ơn và xin lỗi bạn vì mình đã đối xử với bạn không tốt lúc trước. Bạn có ghét mình không? Không mà, tớ không để ý đâu Thỏ trắng ơi. Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé. Bạn sẽ là người bạn thân nhất của tớ. Ừ. Hoa Ngọc Lan. Từ rất lâu rồi, khi các loài cây trên trái đất mới chỉ có lá, chưa có hoa, Ngọc Hoàng sai thần sắc đẹp dùng bút vẽ muôn ngàn bông hoa để tô điểm cho cây cối thêm rực rỡ. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, giờ đây các loài hoa dưới đó đã muôn hoa khoe sắc, đẹp như những tấm thảm lụa rồi ạ. Khá lắm, đúng là như một tấm lụa sặc sỡ sắc màu. Nhưng mà thần sắc đẹp và ngươi có thấy còn thiếu cái gì không? Ý ngươi là sao ạ? Màu sắc đẹp đẽ như thế
nhưng thiếu hương thơm nên chưa thể gọi là hoàn hảo được. Dạ, Ngọc Hoàng nói rất đúng ạ. Nhà ngươi hãy mang hương thơm xuống hạ giới trao cho các loài hoa. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, cây cỏ dưới trần muôn nghìn vạn loại, liệu ngần kia có đủ? Hương thơm là tinh túy của đất trời, cho nên không nhiều. Vì vậy mà ta muốn nhà ngươi hãy dành chúng cho những bông hoa có phẩm chất đáng quý. Dạ, muôn tâu, thần đã hiểu rồi ạ. Và trong chiếc lọ này có chứa mùi hương quý nhất. Ngươi hãy trao nó cho loài hoa có tấm lòng thơm thảo nhất, xứng đáng nhất. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, thần xin vâng ạ. Chào bạn Hồng. Chào bạn bướm xinh đẹp. Bạn Hồng ơi, màu hoa của bạn mới tuyệt làm sao. Cảm ơn cậu đã khen. Bây giờ nếu bạn có hương thơm thì bạn sẽ làm gì? Hương thơm ơi, ôi, đó mới tuyệt làm sao. Nếu có hương thơm thì mình sẽ tỏa ngát hương thơm không kể ngày và đêm, làm thơm mát không khí xung quanh bạn bướm ạ. Tuyệt quá, cậu rất xứng đáng có được hương thơm ngọt ngào, dịu dàng. Ôi chao, thơm quá, thơm quá. Mình thật thích là đã có thể tỏa được mùi thơm này. Trâm Bục ơi, nếu có hương thơm thì cậu sẽ làm gì? Với màu sắc đỏ chói thế này, kèm với mùi hương thơm quyến rũ thì tôi sẽ khiến mọi người phải cúi mặt nể phục tôi. Trời ai cũng phải nhìn tôi ngưỡng mộ cho mà coi. Cái đám dông riền kia không dám khoe sắc, đỏ tài với tôi nữa. Bướm ơi, đi đâu thế? Tôi còn chưa nói xong mà. Nhài ơi, sao bạn có vẻ buồn và mệt mỏi quá vậy? Mình là vì hôm qua mình thức suốt đêm để chăm mẹ ốm đó bướm mà. Khổ thân bạn. Mình lo lắng nữa, giá mẹ khỏi ốm nhanh thì dù mình có phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc, mình cũng đều cảm thấy vui vẻ. Cậu đúng là có tấm lòng hiếu thảo thật đáng quý. Thôi mình phải đi đây, nhưng trước khi đi, mình sẽ tặng cậu một mùi hương thật thơm dịu như tình cảm hiếu thảo của cậu với mẹ. Ơi, Hoa Nhài, cậu có mùi thơm tuyệt quá. Bao nhiêu mùi hương đã được trao cho các loài hoa thảo hiền rồi, duy còn mùi thơm quyến rũ nhất chưa biết trao cho ai. Xấu hổ ơi, em có bị ướt không? Cảm ơn chị, em không sao ạ. Chắc là em sợ lắm hả? Lâu lắm mới có một đợt sấm to đến thế. Chị đã không quản nắng mưa che chở cho em. Không có chị thì có lẽ em... Chúng ta là hàng xóm tốt của nhau mà. Lát nữa chị sẽ thả những chiếc lá già xuống để cho em có thêm dưỡng chất sinh sôi. Hãy can đảm lên em à. Ngọc Lan ơi, những bông hoa trắng muốt của bạn thật tuyệt. Cảm ơn bướm xinh. Bạn hãy nếp vào những chiếc lá của tớ để khỏi ướt cánh nhé. Cảm ơn bạn. Những bông hoa của bạn trắng muốt như ngọc. Nay bạn mà có thêm hương thơm dịu ngọt thì sẽ tuyệt vời lắm đấy. Ngọc Lan, bạn có thích không? Nếu mình có một mùi thơm như thế. Nếu được mang một mùi hương ư, mình sẽ tặng cho loài hoa cỏ ở bên dưới. Ủa, sao lại vậy? Chẳng lẽ bạn không thích mình có một mùi hương thật nồng nàn, hấp dẫn ư? Mình thấy mình được ở trên cao như thế này đã thật là may mắn. Những loài hoa quanh đây, loài nào cũng đều xứng đáng cả. Ngọc Lan, con thật có tấm lòng nhân hậu hiếm thấy. Ôi, thần sắc đẹp. Ta muốn con, Ngọc Lan, con sẽ được mang trong mình một mùi thơm ngát dịu dàng, như tấm lòng thơm thảo của con vậy. Cảm ơn thần sắc đẹp, nhưng con muốn dành nó cho tất cả những loại hoa cỏ bên dưới kia ạ. Không, thưa nữ thần sắc đẹp, chị Ngọc Lan rất tốt bụng, chị ấy xứng đáng có được hương thơm tuyệt vời nhất. Hơn nữa, chị Ngọc Lan ở trên cao có hương thơm ngát, sẽ tỏa nức hương thơm cho cả khu này ạ. Phải đấy, phải đấy, chị đừng từ chối nữa. Thơm quá, thơm quá. Hoan hô, hoan hô Ngọc Lan. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.